Xin chào cả nhà, mình là Thúy Vân. Hôm nay mình đưa các bạn đến với mô hình nông trại vui vẻ của Trung Quốc nhé. Những chú gà của trang trại này được nuôi và thả dưới vườn cây xanh mát, hàng ngày được phơi nắng, hít thở không khí trong lành và thể dục đều đặn, vì thế mà lượng thịt của chúng cũng không đủ cầu. Và có một điểm khác biệt với những trang trại khác là chúng được nuôi dưới những tấm pin năng lượng mặt trời. Xin chào, hoan nghênh. Đây là mô hình nông nghiệp mẫu kết hợp khoa học nông nghiệp và năng lượng mặt trời tại ngoại ô thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Bạn có thể coi nó là một nhà máy phát điện với hơn 1.000 mẫu đất được bao phủ bởi những tấm pin năng lượng mặt trời và là nguồn phát điện không ngừng không nghỉ. Và bạn cũng có thể coi nó là một nông trại cung cấp gà sạch và trang trại với hơn 600 mẫu đất trồng các cây ăn quả và ươm cây giống. Wow, có to lắm, nhưng mà to đến khu lính mừng à, quả rất to. Chúng ta chai một chút. Được, tôi không nghĩ đến chai cái bản xa miên thì trồng lính mừng được hiệu quả rất là tốt. những tấm pin năng lượng mặt trời vừa có tác dụng che nắng gắt và có tác dụng giữ ẩm cho đất, lại thêm chức năng sản sinh ra điện giúp ngành nông nghiệp sinh lợi kép. Hệ thống thu phát điện này có công suất 50 kW, mỗi năm sản sinh ra 50.000 kW điện đủ cho 17.000 hộ dân dùng điện, quang năng và nông nghiệp trên một vùng đất nhưng cho thu hoạch kép, là chính sách kế hoạch xóa đói giảm nghèo mới của Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nước thuộc khu vực Đông Nam Á có năng lượng mặt trời phong phú nhất. Năm 2012, Việt Nam phát động chiến lược năng lượng xanh và năng lượng mặt trời bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2020, quang năng ở Việt Nam đã lắp đặt đạt đến 16,7 GW, chiếm 1/4 dung lượng điện của cả nước. Và theo dự định, trong tương lai, dung lượng điện mặt trời sẽ chiếm mức cao nhất. Quang năng và nông nghiệp kết hợp với nhau
giữa năng lượng sạch và nông nghiệp biết đâu sẽ là hướng đi chính và bền vững tại Việt Nam. Trung Quốc đã phát triển quang năng 20 năm. Cho đến nay, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về nguồn năng lượng cũng như quy mô về ngành chế tạo quang năng. Hiện tại, đa số các nhà máy điện tản năng tại Việt Nam đều là hợp tác với Trung Quốc. Tại hội nghị COP26, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đều đưa ra mục tiêu giảm thiểu khí thải carbonic. Các bạn biết không, đây là lần đầu tiên mình được thăm một nông trại điện quang lớn như thế này ở Trung Quốc. Trước khi đến đây mình đã được tìm hiểu và mình cũng cùng với các bạn mình cũng đã đàm phán đàm đạo về cái điện quang và carbon ledger. Ngày xưa thì với mình thấy cái khái niệm về carbon ledger nó rất là xa xôi và không gần gũi mình. Nhưng mà với những năm gần đây, sau khi mình thấy khí hậu thay đổi rất là nhiều thì mình thấy là khái niệm carbon ledger chúng ta càng nên tìm hiểu kỹ hơn và thế hệ của chúng ta nên có trách nhiệm với môi trường hơn. Nên hy vọng là chúng ta cùng hành động và cùng bảo vệ môi trường cho thế hệ sau nhé. Chân là học hai xin. Xin chào, vui chúc cô yêu. Bye bye. Xin chào, vui chào hai người. Bye bye.